vì em có yêu mình đâu. Thôi em hỡi, xin chúc em được hạnh phúc. Thế gian này đâu chỉ có mình em. Nếu mai này cuộc tình vâng, không có gì ngạc nhiên khi chất âm con âm ly này nó thể hiện ra được như vậy. Bởi vì mấy con âm ly Onkyo kiểu như này nó rất khỏe, nói dễ hiểu một chút là nó đấm tung loa, nó có thể đấm tung mấy cái đôi loa kiểu như này, loa Bow 301, loa Buxell, loa châu Âu, loa Jambo vào con âm ly này chén được hết, mở lại rất hay trong tầm giá 3.500.000 đồng. Onkyo 815RX25 mã. Mời anh em nghe to, nghe căng thêm một chút. Bát chép lao lớt không thiếu một cái gì. Chỉ là mơ em có yêu qua trái gì qua phải lao lớt này. Sao nó đánh uy lực không? Đặc trưng của dòng Onkyo hay một dòng âm ly của Nhật nữa, tôi có nhận xét sau rất nhiều lần bán âm ly, Onkyo và Đề Đông đánh tiếng rất to, lời khỏe căng. Hai cái hãng này nó như vậy. Pioneer thì nó không căng được mạnh như này đâu, nếu mà cùng thông số. Nhưng mỗi người nghe mỗi kiểu. Giả sử những con âm ly nó căng kiểu như này thì anh em lại có thể chơi được đa thể loại nhạc. Nhạc vàng thì nó dễ, như giả sử nhạc liên khúc hoặc nhạc bass đánh mạnh thì những con âm ly Onkyo và Đề Đông nó là sở trường. 1870 trở kháng từ 4 đến 16, như lúc nãy tôi đã quay. 150W sản xuất tại Nhật, RX25 mã. Các đường vào rất nhiều, đường ra out kia. Con âm ly này đặc biệt nó có cả play out đây này, nó ghi này, một tính năng rất giá trị để anh em ghép vào cục đẩy để có thể chỉnh bát chép cho âm ly khác. Play out đây, ở đây có nghĩa là anh em có thể coi cái này là bộ phận âm sắc chỉnh cho một âm ly khác hoặc là cục đẩy nha. Nếu các bác mua dòng Onkyo thì nó sẽ được rẻ hơn so với dòng Sansui và Pioneer. Trong cùng một tầm giá tiền thì Onkyo nó sẽ khỏe hơn. Các bác có thấy xuất hiện nhiều những con Sansui hoặc con Pioneer giá 3.500.000 không? Hiếm lắm. Nhưng mà Onkyo thì các bác có khi chỉ cần 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu là đã được những con âm ly đánh khỏe hết tầm rồi. Phải là quay loa. Bãi zin toàn phần cho anh em nhá. Zin sò, zin nguồn, zin tụ. Đấy là những thứ cơ bản của sản phẩm. Anh em nhìn cái màu đây, nhìn qua không phải là nó cũ đâu nha. Cái màu của vỉ mên nó như vậy. Nếu nhìn qua cứ tưởng là nó bụi. Nhưng cái màu sắc của sản phẩm nó như vậy. 3.500.000 đồng. Hai tụ lọc rất to luôn. Âm ly này anh em hoàn toàn có thể ghép vang vào hát karaoke vào những đôi loa kiểu như tôi đang mở này, hoặc những đôi loa nằm của hàng Nhật hoặc hàng Mỹ bass 20. Còn xa khuất, miền vắng thương bên em trong ngoài mau. Tôi sẽ chuyển một